Chào mừng mọi người đã đến với kênh của LeeWatt ngày hôm nay. Thì hôm nay LeeWatt sẽ không bán hàng nữa mà LeeWatt sẽ xin phép là hướng dẫn anh em chỉnh lịch nha. Thì hiện tại trên thị trường thì rất nhiều mẫu đồng hồ và có nhiều chức năng khác nhau. Có những chiếc thì chỉ xem giờ, nhưng có những chiếc thì có thể xem được cả lịch thứ ngày tháng. Rồi có những chiếc thì lại xem được cả giờ quốc tế, lịch moon phase, lịch tuần trăng. Thì nhiều anh em mua về cũng không biết sử dụng ra sao. Thì hôm nay LeeWatt sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh các cái lịch để cho nó chính xác và mọi người có thể theo dõi được ngày tháng. Thì hiện tại ở đây LeeWatt có 5 chiếc đồng hồ với 5 chức năng xem giờ và lịch khác nhau. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Video có thể hơi dài, anh em cố gắng xem hết video để mình có thể có thêm kiến thức để chỉnh giờ, chỉnh lịch cho nó chuẩn nhá. Thì mình sẽ đi hướng dẫn mọi người từng chiếc một, từ dễ cho đến khó. Từ những chiếc mà cơ bản nhất đến những chiếc có lịch phức tạp nhất. Thì anh em cố gắng theo dõi hết video nha. Ok, chúng ta sẽ đến với những chiếc đồng hồ đầu tiên, chiếc đơn giản nhất. Mình có đây một chiếc Orient với lịch Sun and Moon. Thì rất nhiều anh em mua cái chiếc Sun and Moon này thì sẽ rất dễ nhầm lẫn với những chiếc đồng hồ mà có lịch tuần trăng như thế này. Đó. Thì cái lịch Sun and Moon này sẽ không phải là lịch tuần trăng nha, không phải lịch Moon Phase nha. Mà lịch Sun and Moon này chỉ giúp anh em theo dõi được giờ ban ngày và giờ ban đêm thôi. Thì những chiếc như thế này thì sẽ rất là dễ để chỉnh lịch. Và chúng ta chỉ cần rút cái núm chỉnh giờ này ra và chúng ta chỉnh giờ. Thì cái lịch tuần mặt trăng mặt trời này thì sẽ giúp chúng ta biết được là giờ ban ngày hay giờ ban đêm để chúng ta tiện theo dõi giờ giấc. Đó, thì khi mặt trời lên thiên đỉnh. Đó, tức là 12 giờ trưa. Vậy hiện tại bây giờ đang là mấy giờ thì chúng ta sẽ quay đến giờ đó. Ví dụ bây giờ là 2 giờ chiều thì chúng ta chỉ việc quay đến 2 giờ chiều. Mà nếu mà 2 giờ đêm thì chúng ta quay thêm một vòng nữa. Đó, khi cho cái ông mặt trời này, ông mặt trăng này ông ấy ló lên thì là chúng ta là 2 giờ đêm. Ok. Đó, thì với chiếc Sun and Moon này chỉnh giờ nó rất là dễ. Thì chúng ta chỉ cần việc là biết là giờ của mình đang là giờ ban ngày hay giờ ban đêm và chúng ta chỉnh cho cái ông mặt trăng, ông mặt trời này ló lên đúng cái giờ của mình là được. Ok, đến với chiếc thứ hai. Đây là một chiếc Hamilton với chức năng khá là phức tạp. Có chức năng là chronograph và lịch thứ và lịch ngày. Đó. Thì chức năng chronograph tức là chức năng mà chúng ta bấm để xem giờ. Ví dụ anh em đi chơi thể thao, chúng ta bấm giờ chạy để biết được là mình chạy 100m mất bao nhiêu phút, bao nhiêu giây đó. Thì ở đây sẽ có kim giây và kim giờ, kim phút. Đó, kim phút, kim giờ. Thì mỗi cái vòng quay của kim giây này chạy được một vòng thì cái kim phút này nhích được một lắc. Đó. Khi mà chúng ta bắt đầu chạy, chúng ta bấm để cho kim nó chạy. Đó, bấm lúc này để trở về này. Khi chúng ta bấm thì cái kim này chạy. Đó. Và khi chúng ta bắt đầu chạy, chạy đến hết 100m thì chúng ta bấm dừng lại. Ví dụ chúng ta chạy 100m, bắt đầu xuất phát, bấm tích cho nó chạy. Khi nào chúng ta chạy đến đích, chúng ta bấm dừng lại. Đấy, ví dụ chúng ta chạy 100m hết 12 giây chẳng hạn. Oh, như Usain Bolt. Ok, thì cái ba cái kim này thì chỉ dùng để bấm giờ thể thao. Còn hai cái này, đó là lịch thứ và lịch ngày thì chúng ta sẽ rút cái nút này ra. Rút ra để chỉnh, rút hết ra để chỉnh giờ này. Thì khi mà chúng ta chỉnh lịch ý, thì mình khuyên anh em là không được chỉnh lịch vào từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Thì khi đó lịch thứ đó lịch nó nhảy này. Khi mình vừa đưa kim qua 12 giờ ấy thì cái lịch nó nhảy rồi. Đó, thì khi mà lịch nhảy thì chúng ta sẽ không được chỉnh lịch vào cái thời điểm đó. Khi mà chúng ta chỉnh lịch nó đang nhảy mà chúng ta chỉnh lịch ý, thì các cái bánh răng nó đang ăn khớp vào với nhau mà chúng ta chỉ cần chỉnh cái lịch lệch đi một tí là cái có thể gây ra gãy bánh răng. Thì như chiếc này vừa nãy là tầm 3 giờ sáng nó mới nhảy lịch ngày. Như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế là từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Mà để an toàn hơn nữa thì chúng ta là từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng là không chỉnh lịch. Như vậy thì để mà không chỉnh lịch thì chúng ta quay qua kim giờ qua số 12. Đó. Chúng ta thấy lịch không nhảy, có nghĩa là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì đây là giờ an toàn thì chúng ta có thể để như thế này và bắt đầu chỉnh lịch. Thì khi mà chỉnh lịch chúng ta sẽ bấm vào một nấc như thế này. Đó. Thì xoay như này là chỉnh ngày. Còn xoay ngược lại chỉnh thứ. Đó, rất là dễ. Anh em nhớ tuyệt đối không chỉnh lịch vào ban đêm nhá. Mà lúc cái ô lịch nó đang nhảy á.
Đó, ví dụ hôm nay là thứ hai, chúng ta chỉnh là Monday. Đó. Monday thứ hai là ngày 15 chẳng hạn. Thì chúng ta chỉnh vào 15 đó. Sau khi chỉnh lịch xong nhá thì chúng ta mới bắt đầu chỉnh giờ. 15. Chỉnh lịch xong chúng ta mới chỉnh giờ này. Đó. Chỉnh lịch xong chúng ta bắt đầu rút ra chỉnh giờ. Thì ví dụ bây giờ băng là 2 giờ chiều thì chúng ta lại chỉnh về 2 giờ chiều. Đó. Rất là đơn giản phải không ạ? 2 giờ chiều. Đó, bấm 3 hoàn chạy. Ok, đây là một chiếc có lịch cũng tương đối là phức tạp rồi. Nhưng chúng ta sẽ có những chiếc phức tạp hơn, ví dụ như chiếc Grenseco. Ở đây thì chiếc Grenseco của mình sẽ không có lịch thứ nhưng lại có giờ quốc tế. À, chúng ta có giờ quốc tế. Thế thì chúng ta chỉnh lịch thế nào? Giờ quốc tế này để làm gì? Giờ quốc tế này chúng ta sẽ biết được là giờ của một nước thứ hai hoặc là giờ 24 giờ, giờ GMT. Thì chúng ta sẽ xem được cái giờ của giờ quốc tế hoặc là giờ của, ví dụ bạn có một người yêu ở bên Nhật, chúng ta muốn theo dõi cả cùng lúc giờ hai nước thì chúng ta sẽ chỉnh cái lịch này đồng với cả lịch của người yêu mình ở nước nào đó chẳng hạn. Ví dụ cũng không được chỉnh lịch vào ban đêm nha. Đó, chúng ta lại quay kim qua 12 giờ. Đó. Ok, qua 12 giờ vừa nhảy lịch tức là ban đêm, chúng ta phải chỉnh sang ban ngày. 9 giờ sáng cũng được, 10 giờ sáng cũng được, hoặc là trưa chiều gì đó cũng được. Đó, chúng ta quay như thế này. Rồi chúng ta chỉnh lịch. Nấc ở giữa chúng ta sẽ chỉnh lịch. Đó, kim như thế này là chỉnh kim GMT này, kim quốc tế này. Ok, như trước này thì chúng ta sẽ đó. Như trước này chỉnh ngày thì chúng ta bắt buộc phải chỉnh kim giờ. Như vậy. Nha. Chỉnh kim giờ. Đó. Chúng ta muốn chỉnh, ví dụ hôm nay là ngày 15, chúng ta sẽ chỉnh bạn kim giờ như thế này. 15 ngày. Đó, chỉnh ngày 15. Ok. Như vậy chúng ta sẽ chỉnh cái kim này là theo giờ của giờ địa phương nha. Giờ này là giờ quốc tế. Ví dụ như là bây giờ là 12 giờ, à 2 giờ chiều ở Việt Nam thì giờ quốc tế sẽ trừ đi 7 tiếng. Thì chúng ta sẽ là 10 giờ trưa chẳng hạn, trừ 7, 14 trừ 7 là còn bao nhiêu? Là còn 7 giờ, 7 giờ sáng đó. Ví dụ thế nha, chỉnh hơi lịch hơi lâu. Chúng ta sẽ chỉnh lại kim này, ví dụ kim GMT này. Chúng ta quay lại về 7 giờ sáng. 7 giờ sáng. Đó. Và bây giờ muốn chỉnh về 2 giờ chiều ở chỗ chúng ta thì chúng ta quay, đó, quay này. Quay qua ngày nha. Đó. Quay qua ngày tức là 2 giờ sáng, đây là 2 giờ sáng nha. Thì chúng ta bây giờ muốn chỉnh lịch chuẩn thì chúng ta phải để là ngày 15. Đó, ví dụ hôm nay ngày 15. Xin lỗi mọi người, hôm nay ngày mùng 5 nhá. Mùng 6. Nhưng mà mình sẽ để 15 đi. Đang nói rồi 15. Đó, thì chúng ta quay 15 này. 15 này. Đó, bây giờ là buổi sáng nha, 1 giờ sáng nha, 2 giờ sáng nha. Chúng ta chỉnh tiếp này. 2 giờ chiều này. Đó. Khi đó thì chúng ta sẽ biết được là giờ quốc tế là giờ GMT và chúng ta biết được cả giờ của địa phương chúng ta và ngày. Đó. Như chiếc này của mình là có cả kim báo năng lượng cót, chúng ta vặn cót thì nó sẽ chạy. Đó, thấy chưa? Ok, với chiếc GMT thì chúng ta lưu ý, cũng lưu ý không chỉnh lịch vào ban đêm và chỉnh như vậy. Ok. Tiếp theo một chiếc có lịch tuần trăng và cả lịch ngày. Đó, chiếc Raymond Well. Hôm trước mình đã giới thiệu với anh em rồi. Thì hôm nay mình nói lại, chiếc này chỉ có chỉnh giờ bằng nút này, còn chỉnh ngày bằng hai nút này. Chỉnh để nhanh, chiếc này rất thuận tiện cho anh em. Mình cũng quay như vậy, quay qua ngày nha. Quay ban đêm này, để cho xem nào, quay 12 rồi. Đó, không nhảy lịch.
không nhảy lịch, tức là ban buổi chiều rồi, chúng ta đang 2 giờ chiều vậy, ví dụ đó 2 giờ chiều này thì chúng ta bắt đầu chỉnh lịch, bấm mà chỉnh lịch ngày ở dưới này đó, ví dụ hôm nay ngày 15, xin lỗi mọi người, hôm nay mùng 5 nhưng mà mình cứ nói 15 đó, chỉ cần bấm như thế này thôi, chiếc này chỉnh cực kỳ dễ, chỉnh lịch ngày cực kỳ dễ. Sorry mọi người, chiếc găng tay nó hơi dày nên bấm nó không được nhận đó. Đó, hôm nay là ngày mùng 5 đi, mùng 6 đi. Đó, mùng 5 này, mùng 6. Đấy, mùng 6. Tại sao nó hơi lệch lệch kim một chút, bởi vì chúng ta đang gần đến buổi giờ chiều của ngày mùng 6 rồi. Tiếp đến là lịch tuần trăng. À, lịch tuần trăng thì phải chỉnh như thế nào? Làm sao để biết được lịch tuần trăng hôm nào trăng tròn đang khuyết? Thì anh em đã nghe câu là 16 trăng tròn chưa ạ? Tuổi 16 trăng tròn là tuổi em 16. Đó. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào lịch lịch tuần trăng, tức là lịch âm lịch của chúng ta. 16 trăng tròn thì ví dụ hôm nay là mùng mấy âm lịch vậy? Hôm nay 17 hay 18 âm lịch gì đó, chúng ta sẽ chỉnh cho trăng lên đỉnh. Trăng tròn nhất là ngày 16. Đó. Đó, ngày 16 nha. Chúng ta sẽ bấm, mỗi lần bấm là một ngày. 17 âm, 18 âm, đó, 19 âm, 20 âm. Lịch tuần trăng sẽ là lịch âm lịch nha. Đó, đây là cách chỉnh lịch tuần trăng. Rất là dễ phải không ạ? Cuối cùng, một chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp với full lịch. Triple Salenda. Xin lỗi mọi người, mình không nhớ cái full lịch trong tiếng Anh là gì. Triple thì hơi ít, chiếc này full lịch nha. 1, 2, 3, 4 lịch. Đó, tận 4 lịch. Thì chúng ta sẽ có lịch thứ, ngày, tháng và lịch tuần trăng. Chúng ta còn có cả lịch tuần của năm nữa. Đó, một năm sẽ có 51 tuần và sẽ nó sẽ hiển thị ở đây. Chiếc này thì với cơ cấu cực kỳ phức tạp, chiếc Longines chronograph full lịch. Chúng ta sẽ full chức năng luôn. Chiếc này sẽ có chronograph này. Đó, giống như chiếc Hamilton của mình ở đây, cũng để bấm giờ thể thao. Và hai cái kim này cũng là kim xem giờ và xem phút của cái kim chronograph, bấm để chạy và bấm để dừng. Đó. Tiếp đến là chiếc kim có hình mặt trăng này, đó là chiếc kim chỉ ngày, sẽ có 31 ngày trong tháng. Tháng nào 30 ngày thì đến ngày 30 anh em phải chỉnh qua ngày 31 và mùng 1 thì chúng ta phải chỉnh lịch lại. Còn ngày nào 31 thì thôi, tháng nào 31 ngày thì thôi. Đó là lịch ngày và lịch thứ và lịch tháng, lịch tuần trăng. Và cái kim nhỏ nhỏ ở đây, kim dài hơn sẽ là kim 24 giờ, và kim nhỏ ở đây sẽ là kim tuần. Sorry mọi người, không phải kim tuần, đây là kim dây nó đang chạy. Xin lỗi mọi người. Đó, chúng ta sẽ không có kim tuần, nhưng chúng ta sẽ có kim 24 giờ. Chiếc này sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta là biết được là giờ ban đêm, giờ ban ngày luôn, có kim 24 giờ ở đây. Tức là đây đang là 14 à, 2 giờ, 2 giờ đêm. Đó, kim giờ nó đang hiển thị. Thế thì 2 giờ đêm chúng ta sẽ không chỉnh lịch mà chúng ta sẽ quay qua buổi ban ngày đi. Đó. Anh em thấy chưa? Kim này nó chạy rồi này. Đó, 6 giờ sáng này. Bây giờ 2 giờ chiều thì chúng ta quay đến 2 giờ, nó sẽ là 14 giờ. Đó. 14 giờ. Chúng ta sẽ có một cái nút ở đây. Nút này để chỉnh lịch nhanh. Thì khi dùng nút này chúng ta phải dùng một cái que như thế này. Anh em ở nhà có que chọc sim thì cũng có thể sử dụng được nha. Bấm vào đây, nó sẽ nhảy lịch. Đó, anh em. Đấy, thứ này, ví dụ hôm nay thứ hai. Đó, chúng ta chỉnh về thứ hai. Thứ tư, năm, sáu, bảy thì chúng ta thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đó, chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày ở đây. Tiếp đến là lịch ngày và lịch tháng. Lịch tháng sẽ chỉnh như thế nào? Lịch tháng sẽ chỉnh theo lịch ngày. Đó, ok. Chúng ta sẽ rút về nấc giữa này để chỉnh lịch ngày. Ví dụ hôm nay là tháng mấy ạ? Tháng 5. Tháng 5 là August này. September, October, November, December, January, February, March,
Đó, chúng ta chỉnh tháng ở đây nhá. Sau đó đến ngày. Đó. Chỉnh ngược lại sẽ là lịch tuần trăng này. Anh em chú ý nhá, chỉnh lịch tháng mà quá quá tháng là phải lại chỉnh lại một vòng, không quay ngược lại cái kim ngày này đâu nha. Đó thì chúng ta chỉnh chuẩn tháng rồi thì chúng ta mới chỉnh đến ngày. Chúng ta chỉnh chuẩn tháng, chúng ta chỉnh ngày. Nhớ để ý ngày tháng ở đây. Ngày thứ thì chúng ta đã chỉnh ở đây rồi. Đó, ví dụ hôm nay là mùng 5. Mùng 5 chẳng hạn, mùng 6 chẳng hạn. Đó. Cũng tiếp tục lịch tuần trăng như vừa nãy mình đã hướng dẫn. Chiếc này có cơ cấu cực kỳ phức tạp với tất cả các lịch của ngày tháng trong năm và lịch tuần trăng. Đó, đây trăng tròn này. 16 trăng tròn, chúng ta sẽ đến 17, 18, 19, 20 đó. Tùy mọi người nha. Tại thời điểm chúng ta chỉnh lịch thì chúng ta sẽ căn cái lịch tuần trăng theo cái ngày của chúng ta. Với một chiếc cơ cấu phức tạp như thế này thì các kỹ sư họ đã phải rất là dày công nghiên cứu và đưa vào những cái cơ cấu bánh răng cực kỳ phức tạp để chuyển cái lịch này chúng ta. Đó, trên đây thì là cái hướng dẫn chỉnh lịch của mình. Anh em có góp ý gì thêm thì để lại phần comment cho mình ở dưới video để mình hoàn thiện hơn trong các video lần sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe kênh cho Lý Quát để Lý Quát ra thêm nhiều video bổ ích hơn cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.